Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Thời sự Thế giới được phát sóng trên kênh tin tức HTD News. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những điểm tin chính sau đây. Mỹ lên tiếng về việc Ukraine đệ đơn xin gia nhập NATO Quan chức thân Nga thiệt mạng trong vụ tập kết ở Kherson Lệnh động viên quân của ông Putin có thể khiến kinh tế Nga tiến gần hơn đến vực thẳm Ukraine trên đà phá vỡ phòng thủ của Nga ở cửa ngõ Donbass. Ukraine tìm ra vị tướng Nga ra lệnh tấn công Mariupol, bảo vệ nhà máy thép Azovstal. Và sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chi tiết. Mỹ lên tiếng về việc Ukraine đệ đơn xin gia nhập NATO. Vâng, kính thưa quý vị, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jack Sullivan nói rằng. Các nỗ lực của Ukraine để gia nhập NATO nên được thực hiện vào một thời điểm khác trong bối cảnh Tổng thống Vladimir Putin bắt đầu tăng cường đe dọa về khả năng chiến tranh hạt nhân. Ukraine đã chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO với tư cách là đối tác quân sự vào hôm thứ sáu. Cùng ngày với ngày Tổng thống Vladimir Putin thông báo rằng sẽ chính thức sắp nhập bốn khu vực bị chiếm đóng trong biên giới Ukraine vào lãnh thổ của Nga. Nếu đơn xin xin gia nhập NATO của Ukraine được chấp nhận, khối này sẽ chính thức bị lôi kéo vào cuộc chiến và có khả năng làm leo thang xung đột lên cấp độ lớn hơn gấp nhiều lần. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào hôm thứ Sáu cho biết, mặc dù nước này ủng hộ quyền của Ukraine theo đuổi việc gia nhập liên minh, nhưng tất cả 30 đồng minh cần đạt được sự đồng thuận về tư cách thành viên. Tổng thống Putin trước đây đã bày tỏ việc sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị khiêu khích. Mối quan tâm của Nga về việc Ukraine gia nhập NATO là một trong những cái cớ Moscow đưa ra để biện minh cho việc xâm lược. Trong những tháng gần đây, Nga đã tìm cách thiết lập các liên minh của riêng mình với các quốc gia như Trung Quốc để tạo ra một lực lượng đối chọi với phương Tây, đồng thời gây áp lực buộc liên minh không can thiệp vào cuộc xung đột với Ukraine. Trong khi đó, thì Phần Lan và Thụy Điển, quốc gia có biên giới với Nga, đã tiến gần hơn đến việc hoàn tất hồ sơ để gia nhập liên minh trong những tuần gần đây. Vào hôm thứ Sáu, Thụy Điển thông báo họ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu thiết bị quân sự sang Thổ Nhĩ Kỳ. Hoa Kỳ và NATO đã tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến nhưng cho đến thời điểm này chưa tỏ ra khuyến khích nước này trở thành thành viên. Vào hôm thứ Sáu, ông Stoltenberg tái khẳng định sự ủng hộ của liên minh đối với việc Ukraine chiếm lại các vùng lãnh thổ bị sáp nhập, trong khi Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua dự luật tài trợ của chính phủ bao gồm hơn 12 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho chính phủ Ukraine. Chúng tôi đã có cơ hội thông báo trực tiếp với Nga về một loạt các hậu quả đối với việc sử dụng vũ khí hạt nhân và các loại hành động mà Hoa Kỳ sẽ thực hiện, ông Sullivan nói với các phóng viên vào hôm thứ Sáu. Tôi cũng đã nói trước rằng chúng tôi sẽ không công khai những điều này. Tất cả những gì tôi có thể nói là người Nga hiểu mọi thứ ở đâu trong vấn đề này. Trong khi đó, Tổng thống Biden đã đưa ra một lần tranh đỏ ở biên giới các nước NATO. Mỹ đã chuẩn bị đầy đủ với các đồng minh NATO của chúng tôi để bảo vệ từng inch lãnh thổ của NATO, từng inch. Ông Biden nói trong phát biểu vào hôm thứ Sáu tại Washington, D.C. Vì vậy, ông Putin đừng hiểu lầm những gì tôi đang nói, từng inch. Quan chức thân Nga thiệt mạng trong vụ tập kết ở Kherson Thưa quý vị, Phó lãnh đạo an ninh chính quyền Kherson thân Nga Katerinichev thiệt mạng sau vụ không kích bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS Phó lãnh đạo thứ nhất của lực lượng an ninh chính quyền Kherson Alexei Katerinichev đã thiệt mạng do cuộc tập kích của quân đội Ukraine nhằm vào trung tâm Kherson, các quan chức địa phương vào ngày 30 tháng 9 thông báo. Kyry phó lãnh đạo chính quyền Kherson do Nga bổ nhiệm sau đó thông báo ông Katerinichev thiệt mạng trong đợt tập kích bằng tổ hợp pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Ukraine. Hai rocket bắn trúng ngôi nhà nơi ông Katerinichev đang sống, ông Shremozov cho biết. Ông Kate đã làm việc 25 năm cho lực lượng biên phòng Nga và đã trải qua nhiều vị trí trong Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB. Từ năm 2021, ông giữ chức vụ phó lãnh đạo Trung tâm Điều phối hoạt động ứng cứu rủi ro cao. Một số quan chức cho lực lượng Nga bổ nhiệm tại Ukraine gần đây thiệt mạng hoặc bị thương trong các vụ tấn công. Atem Bardin, chỉ huy trưởng cơ quan quân sự tại Bedian, thiệt mạng vào ngày 6 tháng 9 trong vụ đánh bom xe gần văn phòng chính quyền địa phương. Lãnh đạo cơ quan công tố của chính quyền phe ly khai ở tỉnh Lugan, Sergei Korenko và cấp phó vào ngày 16 tháng 9 đã thiệt mạng trong vụ đánh bom vào văn phòng của họ. Lệnh động viên quân của ông Putin có thể khiến kinh tế Nga tiến gần hơn đến vực thẳm. Quý vị và các bạn thân mến, lệnh tổng động viên một phần gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khiến số lượng lớn người lao động Nga bị kéo vào phục vụ quân đội hoặc bỏ trốn khỏi nước Nga. Có phân tích chỉ ra, hậu quả kinh tế đối với nước Nga có thể kéo dài trong nhiều thập kỷ. Vậy việc huy động quân tác động như thế nào đối với doanh nghiệp Nga? Vâng thưa quý vị, thì vào ngày 28 tháng 9, tờ WSJ có bài đăng nói rằng bóng đen của cơn bão kinh tế phủ lên nước Nga ngày càng dày khi ông Putin ra lệnh cung cấp thêm nguồn tài chính cho cuộc chiến ở Ukraine. Có phân tích chỉ ra rằng quyết định vận động 300.000 người tham gia quân ngũ của Điện Kremlin sẽ đòi hỏi không nhỏ kinh phí trang bị, huấn luyện và chi trả cho lực lượng tiếp viện mới. Lệnh tổng động viên này còn làm ảnh hưởng đến các công ty tư nhân của Nga vì người lao động bị kéo vào phục vụ quân đội và nhiều người bỏ trốn khỏi đất nước để chống lại mệnh lệnh. Sau khi ông Putin áp đặt lệnh điều động vào hôm 21 tháng 9, lượng lớn người Nga tìm mọi cách để có thể có được vé máy bay bỏ trốn khỏi đất nước. Hãng tin Reuters cho biết giá vé một chiều đi từ Moscow đến nước ngoài gần đây đã tăng lên hơn 5.000 đô la Mỹ. Ngoài ra còn có làn sóng người rời khỏi Nga bằng xe hơi trên đường bộ. WSA cho biết tuy không có bằng chứng rằng nền kinh tế Nga sắp sụp đổ, nhưng các chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư ở nước này đang hoảng sợ trước lệnh điều động quân sự. Thị trường chứng khoán Nga, phần lớn giới hạn đối với các nhà đầu tư trong nước, đã lao dốc sau khi lệnh này được công bố. Nhiều nhà hoạt động và nhà phân tích cho rằng mệnh lệnh của ông Putin mở ra cánh cửa cho một đợt huy động quân sự lớn hơn. Cú sốc kinh tế có thể kéo dài hàng thập kỷ Quý vị thân mến, WSJ chỉ ra rằng, cũng như vấn đề Nga đang gặp thất bại trên chiến trường Ukraine, chi phí và sự phức tạp của việc tuyển quân nhân mới đã làm lung lay niềm tin của người Nga. Ông Janusz Kluck, một chuyên gia về vấn đề nước Nga tại Viện Quốc tế và An ninh Đức, cho biết, việc huy động quân sự là thanh gươm của Damocles đang treo trên đầu mọi người Nga. Vấn đề sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực đến khả năng chi tiêu của người Nga. Tâm trạng lo lắng đó đã làm dấy lên làn sóng những người đàn ông trong độ tuổi lao động di cư khỏi nước Nga, nơi vốn đã chứng kiến xu thế chảy máu chất xám đáng kể vào đầu năm nay. Giáo sư Maxim Mironov về tài chính tại trường kinh doanh IE ở Madrid, Tây Ban Nha cho biết, nhiều người đang tìm mọi cách có thể để rời khỏi nước Nga. Họ chủ yếu là những người lao động có trình độ chuyên môn cao. Do đó, lệnh điều động quân sự không chỉ làm ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Nga kéo dài sang năm, mà còn có thể là hàng chục năm sau cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Vào cuối tháng 3, hãng tin AP đưa trích dẫn ước tính của Hiệp hội Liên lạc Điện tử Nga, trong đó nói rằng năm tuần đầu tiên sau khi bắt đầu cuộc chiến Nga-Ukraine thì đã có tới 70.000 tài năng công nghệ bỏ trốn khỏi nước Nga. Không ít người trong thành phần ưu tú này đã xin được thị thực của EU và chuyển đến các nước ở châu Âu như Ba Lan, Latvia và Lithuania. Một số người đi đến các nước mà người Nga có thể được nhập cảnh miễn thị thực, chẳng hạn như Armenia, Georgia và các nước thuộc Liên Xô cũ ở Trung Á. Ukraine trên đà phá vỡ phòng thủ của Nga ở cửa ngõ Donbass Vâng thưa quý vị, lực lượng của Ukraine đang trên đà giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Liman ở miền đông nước này, đe dọa phòng thủ của Nga ở cửa ngõ Donbass. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ vào ngày 30 tháng 9 nhận định quân đội Ukraine đã giành lại thêm nhiều ngôi làng quanh Liman, cách thành phố Kharkov khoảng 160 km về phía đông nam. Phía Ukraine giành được những bước tiến đáng kể xung quanh Liman trong vòng 24 đến 48 giờ qua. Các nguồn tin từ Nga và Ukraine đều cho thấy lực lượng Ukraine đang tiến công ở cả mũi phía Tây, Bắc và Đông Bắc Liman. Carolina Hurt, một nhà nghiên cứu của ISW, cho biết. Theo ISW, nếu kiểm soát Liman, quân đội Ukraine có thể đe dọa các vị trí của Nga dọc theo khu vực phía Tây tỉnh Logan và gây hậu quả cho nhóm quân của Nga ở phía Bắc tỉnh Donetsk. Liman, khi đó sẽ trở thành cửa ngõ để Ukraine tiến xa hơn về phía đông. Khu vực Donbass đang sắp sắp nhập vào Nga. Liman là một trung tâm đường sắt quan trọng sau khi Nga giành kiểm soát Liman vào hồi tháng 5. Thành phố này đóng vai trò như một tuyến hậu cần của Nga ở triều phía tây Donbass. Conrad Muzika, giám đốc công ty tư vấn quân sự Rochan tại Ba Lan nhận định, Nga đang tìm cách giữ Liman để có thêm thời gian chuẩn bị các tuyến phòng thủ cho Donbass. Người Nga đang cố trì hoãn đà tiến công của Ukraine nhiều nhất có thể để thiết lập và củng cố tuyến phòng thủ giữa Severodonetsk và biên giới với Nga, chuyên gia Muzika nói. Ukraine tìm ra vị tướng Nga ra lệnh tấn công Mariupol bao vây nhà máy thép Azovstan. Thưa quý vị, cơ quan an ninh Ukraine SBU đã xác định được quan chức quân đội Nga ra lệnh đánh chiếm thành phố Mariupol và tấn công một trong những cụm công nghiệp lớn nhất của nước này, nhà máy thép Azovstan theo Pravda. Theo điều tra của SBU, ông Morvichev, phụ trách đánh chiếm lãnh thổ Donetsk bao gồm Mariupol bắt đầu từ tháng 2-2022, vì tướng Nga bị cáo buộc có liên quan chặt chẽ đến các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Ukraine. Theo Pravda, ngoài tập đoàn quân quận vệ số 8, tướng Morvichev còn chỉ huy các đơn vị sau, quân đoàn dân quân dân số 1 – một số lữ đoàn súng trường cơ giới riêng biệt của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, một tiểu đoàn xe tăng và tiểu đoàn xung kết súng trường cơ giới, tiểu đoàn trinh sát biệt động Parta và các đơn vị của công ty quân sự tư nhân Wagner PMC. Cơ quan an ninh Ukraine nói rằng tướng Movichev đã trực tiếp tham gia vào việc lập kế hoạch quân sự và điều phối cũng như việc kiểm soát các đơn vị trên. Ông cũng trực tiếp tham gia trong cả các hoạt động chiến đấu. Đặc biệt tướng Movichev chính là người đã phát lệnh đánh chiếm thành phố Mariupol. Theo lệnh của vị tướng này, các lực lượng Nga đã phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng ở đây và bao vây nhà máy thép Azovstal dưới sự giám sát và kiểm soát của tướng Movichev. Các lực lượng Nga đã giành được thành phố Mariupol từ tay các lực lượng Ukraine. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btva.gmail.com Một lần nữa thì đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Quý vị đừng quên nhấn nút theo dõi và chuông thông báo để nhận được những tin tức mới nhất từ tình hình chiến sự Ukraine. Còn bây giờ thì Giai Kỳ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.